mày đi vào. Đại ca sao rồi em ạ? Giờ ở nhà em còn mẹ già con trẻ, nếu giờ vào không ra được thì là sao ạ? Nếu chúng mày không vào thì ngay bây giờ chúng mày sẽ không phải lo cho ai nữa đâu. Nhưng mà nhanh. Vâng ạ. Nhà ra vào trong này thì còn hy vọng, nếu mà không vào không còn thân đâu. Đứng lên. Vâng ạ. Xong rồi, bọn Alibaba đã đến nơi giao dịch. Bây giờ chúng ta phải tóm gọn chúng lại. Đi thôi. Không biết cô làm ăn được gì hay không. Đại ca, giờ bao giờ bọn thăm tư mới tới hả đại ca? Sắp tới rồi, còn 5 phút nữa thôi, chờ một tí. Dạ vâng ạ. Này, khu rừng rộng như thế này, biết tìm nó ở đâu? À, không biết nữa. À, hay là bọn mình trốn ra khỏi khu rừng này đi. Trốn ra. Không được đâu, nếu bây giờ tao với mày trốn vào đây thì gia đình sẽ không xong đâu. Không đúng. Nhưng mà tao nghe người ta nói á, khu rừng này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm mà không phải đi à? Tao với mày mau hoàn thành nhiệm vụ đại ca, rời khỏi đây. Đây này, nãy giờ đi nhiều rồi, tao nóng quá. Hay là ra bờ sông ngồi nghỉ đi. Cậu làm cái gì đấy? Tôi nhìn chúng nó tôi sợ quá. Sao lại sợ? Mạnh mẽ. Nhìn một số quất cơ mà. Mạnh mẽ. Này, tớ không hiểu xếp nhặt cậu ở đâu về mà lại giao cho tớ nữa. Nhặt gì mà nhặt? Tớ là sài quát ưu tú ở quê mới lên đấy. Ok, ở quê mới lên. Thôi, đi. Gì nhỉ? Hết cả hồn. Trời ơi, không khỏe đấy. Cậu làm cái gì vậy? Kenny, tôi lấy cúi đồ rồi. Ừ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Về thôi. Cậu thấy có thơm không? Wow, thơm nhỉ? Cậu ăn trước đi, sao cậu lại đưa ra tớ? Con độc đúng không? Ôi, ngon đấy đấy. Này, ăn đi. Đấy, ra vào tông mắt hạ. Nóng thật đấy. Quay lại. Mẹ đấy, ở đâu bây giờ? Là biết tìm được nó hay không? Tao sợ không toàn mạng ra khỏi đây được ấy. Oh,
súng. Sao lại có súng? Khẩu súng này chắc chắn trôi từ trên thượng nguồn xuống rồi. Thượng nguồn? Khu vực này làm gì có ai? Đúng rồi đây. Nếu mà trôi từ trên kia xuống thì chắc chắn là của con bé đi rồi. Ta men theo đống sông này. Đi. Ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa ngon này đấy. Ừ, thôi đi. You go. Let's go. Okay. Sao rồi? Không thấy hắn ta đâu cả. Vậy thôi, tôi về thôi.